Chúng ta sẽ làm gì khi mà mùa hè oi bức đang đến này, cùng với đó là mùa Euro đang dần đi đến hồi kết, đó là các trận bán kết, chung kết cực kỳ hấp dẫn luôn. Thì lúc đó chúng ta cần một vật gì đó để giải trí nè. Thì xin chào mọi người đã quay trở lại với Hacom và ngày hôm nay. Và đó chính là bộ tay cầm chơi game PS5 Slim. Và cái phần vỏ máy của chúng ta đang thấy đây có thể tháo rời và cũng như là chia thành 4 phần. Và trên cái chính cái chiếc bộ máy này còn trang bị thêm một ổ SSD dung lượng lên tới 1 TB, cực kỳ nhiều cho chúng ta có thể lưu trữ cũng như là lock game cực kỳ nhanh. Và với cái phiên bản là PS5 này thì về thiết kế thì chắc là Minh Phong không phải nhắc lại nữa, tại vì mọi người cũng đã quá hiểu cũng như là quá nhiều cái thông tin về cái chiếc PS5 này rồi, đúng không ạ? Thì mọi người có thể thấy này, với thiết kế này đấy, phiên bản Slim này đấy, nó rất là mỏng và vắt rồi nhẹ đây. Ngoài ra thì trên chiếc PS5 này còn trang bị đó là tính năng Ray Tracing cho chúng ta cũng như là tạo cảm giác và mang lại hình ảnh chân thực hơn bao giờ hết. PlayStation 5 này là hỗ trợ độ phân giải lên tới 8K và người dùng có thể trải nghiệm cũng như là tham gia những tựa game lên tới 4320p. Và trước mặt Minh Phong đây là phiên bản PS5 Slim Standard. Và tại vì sao? Tại vì nó có ổ đĩa đó là Blu-ray cho anh em nào thích sưu tầm đĩa. Và còn anh em, những anh em mà không thích sưu tầm đĩa thì có thể tìm hiểu cũng như là quan sát hay là tham khảo về bộ PS5 Digital. Đấy, đó là hai sự lựa chọn của chúng ta. Còn bây giờ Minh Phong sẽ hỗ trợ anh em cách kết nối này, cũng như là đưa anh em nhập tâm vào các tựa game trên chính chiếc PS5 này nhá. Đầu tiên chúng ta có thể thấy từ dưới đi lên này, đầu tiên chúng ta phải cắm dây nguồn này. Đấy, nhưng mà hẳn từ từ cắm điện nha mọi người ơi. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng một dây HDMI để kết nối từ chiếc PS5 này sang một tấm màn của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng là màn TV hay là màn PC cũng được. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cổng USB này. Hai cổng USB này cho chúng ta kết nối thêm chuột hay là bàn phím cho dễ dàng trong việc chơi game hơn. Còn ngoài ra thì nếu mà anh em có sợ mạng lag ấy, chúng ta có thể cắm thêm dây mạng vào cái cổng LAN này. Sau khi chúng ta đã cắm dây xong rồi thì ở mặt trước của chiếc PS5 này chúng ta sẽ có một thanh dài và một thanh ngắn. Và nếu đối với cái bản digital là bản không có ổ đĩa thì nó chỉ có một cái công tắc nguồn thôi. Còn đối với cái bản có ổ đĩa là PS5 này đây này, chúng ta thấy là phiên bản standard này đấy, thì nó sẽ có một thanh dài, một thanh ngắn, ở trên là ổ đĩa này, ở dưới là thanh tắt và mở nguồn của chiếc PS5 này. Chỉ cần ấn nhẹ một cái như thế này đấy, chúng ta sẽ nghe một tiếng beep và trên cái thanh của PS5 này nó sẽ hiện lên một cái dải màu xanh, thì lúc đó nó đã khởi động rồi nha các bạn ơi. Rồi bây giờ một xíu thôi là trên chiếc màn của chúng ta nó sẽ hiện lên và đã kết nối với PS5. Đây chúng ta có thể thấy đây, chỉ mất trong tầm 5-6 giây thôi. Đấy, nó sẽ hiện lên những cái thông báo và sau đó hiện lên âm thanh. Ui, mọi người có thể thấy này. Rồi và để kết nối với cái tay cầm chơi game, chúng ta sẽ có một cái logo ở giữa đây. Đấy, ấn rồi nó sẽ hiện. Và sau khi nó hiện lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ chọn những cái profile riêng cho chúng ta. Và đối với những bạn mới thì chúng ta có thể tạo một profile, cũng như là cái profile đó nó sẽ chứa những tựa game của chúng ta thôi, riêng một mình thôi. Rồi Minh Phong sẽ chọn profile mà Minh Phong đã tạo rồi như nhẹ này. Rồi sau khi chúng ta đã kết nối này cũng như là chọn profile của mình rồi thì bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu chọn trò, đó là Astro Playroom. Đấy, một trò chơi Minh Phong rất là ưa thích. Chúng ta có thể mở âm thanh ở chính chiếc màn của chúng ta hoặc là trên chính chiếc tay cầm chơi game này, nó cũng sẽ hiện lên và nó sẽ kiểu như tạo cảm giác rung này hay là âm thanh mà chúng ta nghe được luôn. Đấy. Ui, rất là mượt luôn mọi người ơi. Tại vì nó hỗ trợ lên tới 4K, cùng với đó là nếu mà cái chiếc màn của chúng ta 8K thì nó cũng sẽ lên 8K. Ui, ui. Nó phát ra âm thanh luôn trên chính chiếc tay cầm này mọi người, cùng với đó là đây, cảm giác rung giật này, rất là đã luôn. Đây, rung nhẹ này. Ôi, khi mà chúng ta ấn trên các cái phím này thì nó sẽ rung. Rồi Minh Phong sẽ bắt đầu chơi này và đưa ra cái cảm nhận của Minh Phong cho mọi người khi mà sở hữu chiếc tay cầm chơi game cũng như là máy PS5 này. Ôi, nó run luôn. Ôi, mọi người có thể nghe đấy. Thế thì anh em còn chần chừ gì mà không nhanh tay sắm cũng như sở hữu về cho mình một chiếc PS5 này trong mùa Euro cũng như là giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Và đừng quên follow cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.